Một ngày là mình cho nó ra chơi một lần nhé mọi người nhé. Để cho nó chạy nhảy thoải mái. Mấy ơi, thì về đây mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Về đây, về đây. Về đây, về đây, về đây. Cái cắn cắn này. Ôi rồi mọi người ơi. Đây mình đi vắng nhà mấy ngày thôi. Lên thăm vườn thấy con sâu này. Nó ăn hết lá nhãn này. Đây, ăn trụi hết lá non. Đây phân nó kìa, quá nhiều luôn. Sâu này sợ thật. Đây, ăn trụi hết này. Quá căng. Quá nguy hiểm. Đây, sâu đây. Không biết chỗ các bạn có không. Đây, nhúng nhúc này. Nó ăn như con tằm rồi ạ. Ăn quá nhanh. Rồi, mình sẽ chuẩn bị đi phun nhé mọi người nhé. Cái này phải phun thuốc này thì mới chống được nó. Ăn trụi hết rồi. Đây. Ôi, còn biết nhảy chứ. Đây. Còn biết nhảy mọi người ạ. Đây này. Úi giời. Nổi hết ra gà. Mình rung cây nhãn này. Nó rung xuống này. Úi giời ơi. Quá ghê gớm mọi người ạ. Sợ thật. Nó ăn như phát xít. Ăn quá nhanh luôn. Đấy, sâu này sợ thật đấy. Nguy hiểm lắm mọi người ạ. Đây hai con bìm bịp đang thi nhau xé con chuột này mọi người. Đây. Đây mình vừa đi phun nương về mọi người ạ. Mình đi phun con sâu ấy. Đây, bây giờ mình chuẩn bị cho gà ăn nhé mọi người nhé. Xin chào mọi người. Lời đầu tiên cho mình xin gửi lời chúc tới cô dì chú bác anh chị em và bạn bè đang xem video ủng hộ mình. Một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhất trong cuộc sống. Đây, cũng lâu rồi mình không ra video mọi người ạ. Bởi vì mấy hôm trước là mình có công việc. Đấy, không được ở nhà. Vì vậy mình không có thời gian quay video cho mọi người xem giải trí. Mấy video trước mình hay quay cho gà cho vịt ăn ấy. Thì hôm nay tại sao lại gà lại ít thế? Bởi vì mấy hôm trước gà mình nó bị bại liệt mọi người ạ. Đây. Chỉ còn mấy con nó nhảy ra ngoài thôi. Đây còn đâu mình nhốt ở trong lồng này này. Đây, nhốt ở trong này. Gà rất yếu luôn mọi người ạ. Đây, con ở trong nó vẫn bị cũng bị chết mấy con 4-5 con à bị chết. Giờ thấy gà rất yếu, không khỏe như mấy hôm trước mình cho ăn nữa. Đây ở trong này đấy, nó toàn là nằm như này đó. Đấy, gà đang lên rất đẹp nhưng mà bị bệnh bại liệt mình ạ. Đây hai con gà mái nó đẻ hôm trước ấy, bây giờ nó đã nằm ổ rồi. Nó ấp rồi mọi người ạ. Ấp được mấy hôm rồi. Đây một con bên này. Đây mình để cho mọi người xem. Ôi giời. Nó nhảy ra. Đây là trứng vịt, trứng gà. Trứng gà thì 1, 2, 3, 4, 5. Được 11 quả. 11 quả trứng gà. Còn trứng vịt là 1, 2, 3, 4. 9 quả trứng vịt này. 11 quả trứng gà. Thành 20 quả ổ này. Đây con ổ bên này. Úi giời. Nó nhảy.
Thế ổ bên này thì có hai quả trứng ngan này. Ôi rồi, nó dẫm bị vỡ này này. Đây, hỏng mất rồi. Hỏng mất hai quả trứng ngan rồi. Bên này có mấy quả trứng gà này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ui, 18 quả trứng gà. Bên này cũng 20 quả, cộng cả hai quả trứng ngan ấy. Đây, trứng ngan sẽ hỏng mất rồi. Đây này, nó nằm như nào vỡ này. Rồi, ok. Gà mình đã ấp rồi mọi người ạ. Bây giờ chỉ đợi xem thành quả để xem gà con. Đây, chuồng gà của mình đây mọi người. Trận mưa trước mưa to gió lớn lắm. Nó lật hết cái mái chuồng gà của mình. Đây, hỏng hết rồi. Đây, tấm lợp rụng hết rồi. Vỡ nát hết. Mưa to quá mình ạ. Với lại nó có gió cuốn ấy. Gió lớn. Đây, gà cũng tả tơi. Chuồng cũng tả tơi luôn. Đây, cả mái bên này nữa. Mái bên này cũng bị lật hết này. Ở dưới này mình để ong nhé mọi người nhé. Đây, mình nuôi ong mật. Buồn quá, tả tơi hết rồi. Đây, mình kể với mọi người một chuyện buồn nữa. Mấy hôm trước mình có đi công việc đột xuất, mình để những con chim này cho vợ con chăm sóc. Nhưng mà do không có kinh nghiệm thì đi tèo mất hai con. Đây, một con chim chòe lửa và một con chim chòe than đã ra đi rồi. Buồn quá mọi người ạ, bây giờ còn sót ba con thôi. Đây, còn một con chim chòe lửa và hai con chòe than đang bay. Đây, phần nó bẩn quá. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp nhé mọi người nhé. Xong rồi cho nó ăn nhé. Rồi, ok mọi người ạ. Đây, mình đã dọn dẹp xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho chim ăn nhé. Đây, chim mình cũng biết mổ cám cứng rồi. Đây này mọi người này. Biết mổ cám cứng rồi. Lý do hôm nọ là hai con nó bị chết ấy. Thì nó không biết uống nước mọi người ạ. Kìa cái cõng kìa. Từ lúc mình đi làm ấy xong về thì vẫn y nguyên như thế. May còn là ba con này sống sót. Lúc mình ở nhà thì mình cho nó vào cái máng này này, nước ấy. Cho nước vào cái máng này để cho nó tắm. Và đồng thời nó cũng uống nước ở đây luôn. Nhưng mà vợ con mình lại không biết. Lại để cái máng này lại để thức ăn cho nó. Để sâu cho nó ăn ở đây. Thì nó thiếu nước mình ạ. Còn cái cống này này, lúc mình về vẫn nguyên luôn. Không thấy uống nước. Đấy, vì lý do đấy chim mới chết mọi người ạ. Còn thức ăn thì vẫn đầy đủ. Đây, sâu đây mọi người. Đây là sâu quy nhé. Đây. Vẫn ngon đây. Đây con tre lửa thì nó rất là dạn luôn. Đây, còn hai chòe than kia rát lắm. Nó cứ sợ sợ cái gì. Đây, con sâu rồng của mình đây này. Con này mình để cho bình bịp ăn. Đây, to lắm.
Đây, mình bị đây. Lớn lắm rồi. Em biết ăn cám rồi đấy mọi người. Biết tự mổ cám. Nhưng mà vẫn cám ướt thôi mọi người. Đây, vẫn còn nguyên 4 con. May quá mọi người. Chăm mình bị thì tuy nó ăn nhiều nhưng mà chăm rất dễ luôn. Đây, các anh đã lớn rồi. Biết canh nhau ăn rồi đấy. Nào, ra đây ăn nào. Nào, xuống đây chơi nào. Đấy, chạy. Ê, chơi đi. Một ngày là mình cho nó ra chơi một lần nhé mọi người nhé. Để cho nó chạy nhảy thoải mái. Đây trận mưa hôm nọ mình thiệt hại quá nhiều mọi người ạ. Đây một chậu phong lan của mình cũng rơi này. Đây, vỡ này. Đây. Đây phong lan đây. Mình để ở chỗ này này. Rơi vỡ chậu. Đây cái chậu to này nữa. Vỡ hết rồi. Đây mọi người này. Hỏng hết. Mình chưa thay cho nó. Hôm nào mình sẽ đi mua cái chậu nó to hơn. Đấy, to hơn những cái này. Để thay vào mọi người ạ. Đây, ví dụ như chậu này to hơn. Mình cho mọi người xem cái tổ ong hôm nọ ấy. Mình bắt về nuôi ấy mọi người. Đấy, được hai cầu rất đẹp. Đây, cầu ở ngoài này. Đấy, ong rất đẹp này. Nhưng mà mới tội là không có mật và phấn không có. Không biết nó có ở với mình đến mùa tới này không. Đây mic mình này. Đi đâu cứ cuốn cuốn. Đấy. Mic đây lớn rồi. Đây nó đổi lông này. Nhìn đẹp. Đang thay lông này. Đây. Mưa rồi, trời mưa rồi. Mưa rồi. Mưa rồi mic ơi. Rồi, tí nữa là mình sẽ đi xem một tổ chim hút mật mọi người ạ. Có anh trai bảo là thấy một tổ chim hút mật hôm nọ đang ấp, bây giờ mình sẽ đi xem nhé mọi người nhé. Không biết đã nở chưa. Bích ơi thì về đây. Mưa rồi. Về đây. Cái cắn như này đau lắm. Anh ấy bảo là ở gần khu này mọi người ạ.
Rồi mình sẽ tìm nhé mọi người nhé. Rồi ok mọi người ạ. Đây mình tìm mãi này. Đây hôm nay nó ở trong này. Đây ba con mọi người ạ. Khó quá. Rồi lấy về nuôi được rồi đấy mọi người ạ. Mình xin phép mình lấy tổ này về nuôi nhé. Đấy, lại có thêm thành viên mới nhá. Đây, con chim nhỏ nhỏ thôi nhưng mà làm tổ rất đẹp này. Rất chắc luôn. Đây. Đây là chim hút mật nhá mọi người nhá. Còn một số nơi thì gọi là chim ruồi. Rồi mình xin được dừng clip tại đây. Mình xin cảm ơn mọi người đã luôn dành thời gian xem hết video của mình. Xin hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nhá.